Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay mình nói về toán lớp 4 nè, tìm số bị chia. Thì bước đầu tiên các bạn phải xác định số bị chia nằm trong phép gì và trong phép đó gồm có những số gì, được chưa? Thì mình lấy ví dụ nè, ví dụ như 6 chia 3 bằng mấy. Khi các bạn lấy 6 que 1, 2, 3, 4, 5, 6, các bạn chia cho 3 bạn, bạn thứ nhất, bạn thứ hai, bạn thứ ba. Rồi, que thứ nhất cho bạn thứ nhất, que thứ hai cho bạn thứ hai, que thứ ba cho bạn thứ ba, que thứ tư cho bạn thứ nhất, que thứ năm cho bạn thứ hai, que thứ sáu cho bạn thứ ba. Vậy 6 chia cho 3 bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu que? 2 que. Thì đây được gọi là phép chia. Phép chia. Các bạn không thấy từ dư đúng không ạ? Thì gọi là phép chia gì hết. Được chưa ạ? Số 6 đứng trước cái dấu chia gọi là số bị chia. Số 3 đứng sau cái dấu chia gọi là số chia. 6 chia 3 được ai? Người ta gọi là thương. Vậy số bị chia nằm trong phép chia hết thì gồm có số bị chia, số chia và thương. Được chưa ạ? Và các bạn cần nhớ công thức để tìm số bị chia. Số bị chia, nhớ đây là số bị chia trong phép chia hết nha các bạn, sẽ bằng thương thương nhân với số chia, thương nhân với số chia. Nhớ đây là tìm số bị chia trong phép chia gì hết. Vậy muốn tìm số bị chia các bạn phải có thứ nhất là thương, thứ hai là số chia. Rồi mình lấy ví dụ nha. Ví dụ như x chia cho 3/2 bằng 7/2. Rồi thì đây là phép gì ạ? Đây là phép chia, đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Vậy x muốn tìm số bị chia ta lấy thương nè, 7/2 nhân cho số chia là 3/2. Thì đây là phân số nè, đây là phân số, nhân phân số thì lấy tử, mẫu nhân mẫu. Vậy x bằng 7 × 3 = 21, 2 × 2 = 4. Ok chưa ạ? Tiếp theo đó là phép chia có dư. Ví dụ nè, 4 chia cho 3 thì được 1, dư 1. Thì các bạn cũng tương tự cách làm giống như phép chia hết. Hồi nãy các bạn lấy 4 que chia cho 3 bạn, rồi mình sẽ được mỗi bạn 1 que và dư 1. Thì đây được gọi là phép chia có dư, được chưa ạ? Thì 4 gọi là số bị chia, 3 gọi là số chia, 1 gọi là thương và 1 đây gọi là số dư. Vậy các bạn cần nhớ công thức tìm số bị chia trong phép chia có dư thì số bị chia sẽ bằng nè thương nè nhân với số chia cộng với số dư. Nhớ giúp mình, muốn tìm số bị chia là lấy thương nhân với số chia cộng với số dư đối với phép chia có dư. Rồi mình lấy ví dụ cơ bản nha. Ví dụ như x chia cho 12 bằng 21 dư 7. Thì đây là phép chia nè, đây số bị chia, đây là số chia, đây là thương và đây là dư. Vậy muốn tìm số bị chia ta lấy thương nè nhân với số chia nè cộng với số dư. Thì phép nhân và phép cộng các bạn làm phép nhân trước, được chưa ạ? Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình, được chưa ạ? Rồi mình cho bài tập nha các bạn. Bài tập x chia cho 2/3 cộng, xin lỗi, bằng 3/2 cộng dư 1. Rồi các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.